Ngày 19 tháng 8, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tân Lạc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể đã đến dự. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, tham mưu và phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đảm bảo các điều kiện hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy. Nổi bật là việc chủ trì, phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. 29 hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ, 11 hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, các hội nghị chuyên đề trực tuyến, các cuộc họp thường trực huyện ủy hàng tuần và các cuộc làm việc của thường trực huyện ủy với cơ sở. Sau các hội nghị, ban hành thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được chi bộ quan tâm, chú trọng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ cơ quan đều được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên, công chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy kết quả đạt được, chi bộ Văn phòng Huyện ủy sẽ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu chi ủy, bầu bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.